Vân Anh và bác sĩ Hồ Ngọc Minh trong chương trình Sức khỏe và đời sống. Xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Chào bác sĩ Minh. Vâng, xin chào cô Vân Anh và xin chào quý khán thính giả của đài VNTV. Thưa quý vị, bác sĩ Hồ Ngọc Minh là bác sĩ chuyên khoa về bệnh hiếm muộn và chọn lựa trai gái theo ý muốn. Bác sĩ Hồ Ngọc Minh có hai phòng mạch tại vùng Orange County và tại San Diego. Bác sĩ cũng là phu quân của bác sĩ sản phụ khoa Hồ Vũ Mỹ Linh của chúng ta tại San Diego. Thưa bác sĩ, cái điện thoại, cái cell phone đã trở thành một cái vật gọi là vật bất ly thân cho phải nói là rất đông người ta, mọi người chúng ta hầu như ai cũng có cell phone bây giờ hết đó bác sĩ, even là các em nhỏ. Và cái cell phone này đó, ngoài cái việc tiện lợi là giúp cho chúng ta có thể biết được những cái thông tin mà chúng ta cần biết, có những cái game mà mọi người chơi rất là mê. Bác sĩ có chơi cái game Candy Crush không bác sĩ? Là cái game mà phải nói là Vân Anh rất là mê. Dạ không, tôi không có bao giờ chơi game, thưa cô Vân. Thực sự hồi xưa có chơi game những cái thời tôi khoảng 20 tuổi rồi, chứ còn bây giờ không có chơi game nữa. Vâng, nhưng mà thường thường những cái game mà ở trên cái cell phone mà chúng ta trước bây giờ hay chơi đó là ngồi một chỗ để chơi. Cho nên quý vị thấy là các em nhỏ nhiều khi đi đến đâu cũng ngồi chăm chú trong cái cell phone. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, một thời gian rất là gần, đã có một cái game gọi là, bác sĩ có nghe nói không bác sĩ? Dạ, hình như là gọi là Pokemon Go thì phải. Tôi thấy bà con cứ cầm cái phone rồi cứ đi lang thang ngoài đường thì tôi không biết là họ chơi cái game gì, nhưng mà tôi nghe nói là gọi là Pokemon Go. Vâng, thưa quý vị, Vân Anh và bác sĩ Hồ Ngọc Minh thì chưa có đi vào cái game này và chưa có mê cho nên không biết rành. Nhưng mà đại loại cái game này đó bác sĩ, thì đòi hỏi cái người mà chơi game đó là phải đi ra ngoài, đi bộ ra ngoài nhiều hơn. Cho nên đã thu hút được rất nhiều người chơi cái game này. Và cũng như những cái game khác thì rất là dễ dàng để cho chúng ta mê ghiền cái game này. Và trong những ngày tháng vừa qua thì Vân Anh cũng biết là đã có những cái tin tức, những cái khuyến cáo của cảnh sát địa phương đã cho biết là đã có những cái tai nạn, tại vì có nhiều người mê game quá cứ đi ngoài đường để bắt Pokemon. Bác sĩ thấy sao bác sĩ? Vâng, cái phone đó là một cái phải nói là nó, mình phải coi nó như là một cái tiện nghi trong đời sống của chúng ta. Nó trở thành đại khái, nó trở thành giống như là một cái tivi, nó trở thành tivi nhỏ, vì bây giờ mình đã coi được những cái chương trình tất cả nằm ở trong này hết, tất cả nằm trên cái phone của chúng ta rồi. Cái này cái lỗi là tại ông Steve Jobs. But anyway, tôi muốn nói rằng là nó trở thành như một cái tivi, một cái máy microwave oven, như tất cả nó trở thành một cái tiện nghi của đời sống, chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta rời bỏ được. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ là nếu mình sử dụng nó như một cái giới hạn, như một cái tiện nghi, thì nó có thể nó lành mạnh hơn. Vì theo cái thống kê hiện nay, hồi nãy cô Vân Anh có nói, theo cái thống kê hiện nay là quý vị có thể tưởng tượng là con nít 5-6 tuổi cũng có cell phone, và cái số lượng cell phone ở trong một gia đình như vậy, nó xin lỗi quý vị là bây giờ cái số lượng đó nó còn nhiều hơn là cái số phòng tắm, cầu tiêu ở trong nhà của chúng ta. Tức là người nào cũng có cái cell phone hết, có khi cũng có hai cái nữa. Tôi về Việt Nam, họ nói bên Việt Nam là người nào cũng có hai cái cell phone hết, tôi mới ngạc nhiên. Và chúng ta cũng thấy là trong thời gian vừa qua rất là lâu rồi cũng có những cái thông tin về y khoa cho biết rằng nếu mà sử dụng phone nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Sử dụng phone nhiều cũng có một cái sự liên hệ với lại bệnh ung thư não. Tuy nhiên Vân Anh thấy là những cái thông tin đó thì cũng không có ảnh hưởng gì đến cái sự việc mà càng ngày càng có nhiều người gắn liền với cái cell phone, phải không bác sĩ? Dạ đúng, cách đây khoảng mười mấy năm, 20 năm khi cái cell phone mới ra đời thì người ta có đưa ra những cái thông tin rằng là sợ là những cái sóng điện từ của cái cell phone đó nó có thể làm cho chúng ta dễ bị nguy cơ bị ung thư não hơn. Rồi những cái nghiên cứu sau đó nó phản bác những cái lập luận đó. Tại vì so far thì mình nói là trong từ khi cái cell phone ra đời tới nay thì cái số lượng người mà bị ung thư não nó không có tăng cao. Cho nên người ta nói là có thể là không phải tại cái cell phone, thưa cô Vân Anh. Tuy nhiên mới gần đây hồi năm ngoái thôi, nó có một cái nghiên cứu mới nhất, nó lại nói là bây giờ cho những con chuột tối ngày nghe cell phone tối ngày thôi, tức là 24/24, thì đúng những chú chuột này bị ung thư não. Thì
Người ta mới nói là như vậy, thì có thể là tại vì vấn đề là chúng ta cái lượng mà gọi là lượng nhiễm sóng điện từ khi mà chúng ta cầm cái cell phone và bỏ lên tai của mình đó, thì nó vẫn có thể ảnh hưởng, nhưng mà cái ảnh hưởng đó nhỏ quá cho nên chúng ta không thấy được. Nhưng mà nếu một cái cùng cái lượng sóng điện từ đó mà đưa cho cái con chuột nhỏ xíu thì nó có thể bị ung thư não. Vì thế cho nên mình nói là có thể là tại vì chúng ta chưa thấy gì, nhưng mà những cái thay đổi đó nó rất là nhỏ cho nên chúng ta không có thấy được. Thành ra mình không biết là về lâu về dài nó có thể ảnh hưởng tới cái gọi là cái tuổi thọ con người hay không. Có thể nhiều khi nó ảnh hưởng tới tuổi thọ con người, nó có thể nó không gây ra ung thư não, nhưng mà có thể nó ảnh hưởng tới tuổi thọ của chúng ta, bị làm chúng ta có thể mất trí nhớ một chút. Nhưng mà vì chúng ta có nhiều yếu tố khác trong cuộc sống, nó có thể gây ra cái chuyện chúng ta mất trí nhớ, cho nên cái yếu tố mà gọi là cái gây ra bởi cái cell phone nó tự nhiên nó bị phai mờ đi, không phải là yếu tố chính nữa. Tuy nhiên chúng ta nghĩ rằng là thực sự ra cái vấn đề mà lo ngại rằng là nó có thể gây ra ung thư hay không thì chuyện đó nó không đủ bằng chứng, hoặc là chưa có những chứng cứ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là nó rất là nguy hiểm, là vì nó gây ra tai nạn chết người, là bằng chứng là trước đây, cái trước cái game Pokemon Go này chúng ta thấy rồi. Selfie. Tức là đa số tai nạn lưu thông là vì tối ngày là cứ text. Cá nhân tôi xin kể một câu chuyện, không phải là tôi là người gây ra tai nạn, nhưng mà gần đây tôi bị một cái anh chàng đó, ảnh vừa lái vừa xe vừa text, và ảnh hung đít xe tôi với tốc độ là 75 mai một giờ. May mà tôi vẫn còn sống để ngồi đây nói chuyện với quý vị. Thực sự cái xe nó bị hủy hoàn toàn, xe của tôi bị hủy hoàn toàn. Wow. Total. Sĩ may quá, quá sĩ. Đó, thành ra quý vị thấy là cái đó nó rất là nguy hiểm, nhất là những cái người trẻ tuổi, thanh niên, mới riêng là họ sử dụng phone. Và bây giờ tới gần đây là thêm cái Pokemon Go nữa, tôi cũng không hiểu là cái game đó nó hứng thú như thế nào. Nhưng mà khi mà chúng ta cầm cái phone chúng ta đi lòng vòng ngoài đường, trên lý thuyết là nó nói chúng ta đi bộ thì chúng ta có thể khỏe hơn, nhưng nếu mà chúng ta đi bộ tại sao chúng ta không cắt cái phone đi, chúng ta chỉ nghe nhạc thôi, thì tại sao phải cầm cái phone để trình hình trước mặt mà mình không thấy đường. Hồi xưa người ta nói là gì, là gì, có cái bài hát gì đó, tại sao cô không thấy tôi mà cô lại đâm vô tôi gì đó, quên rồi. Thành ra cái đó rất là nguy hiểm thưa quý vị. Thế đó là cái ý kiến của tôi về cái cell phone. Theo tôi thì nên giới hạn cái cell phone, nó trở thành như là một cái viết chì, trở thành một cái bút, những cái dụng cụ chúng ta dùng, mà nếu chúng ta không cần dùng thì chúng ta bỏ qua một bên. Hiện tại cá nhân của tôi cũng vậy. Thực sự ra thì tôi dùng để gọi là nghe điện thoại, đúng, tôi cũng có text message. Và thú thật là buổi tối bác sĩ chơi game, bác sĩ tôi vẫn dùng để là đọc một chút tin tức này nọ, nhưng mà không có chơi game, tôi không có chơi game trên phone. Như vậy thì bác sĩ thấy rằng cho dù hiện nay chưa có những nghiên cứu rõ ràng là có một cái sự liên hệ giữa bệnh ung thư não và cell phone, chúng ta cũng không nên dùng cell phone nhiều vì cũng sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe, phải không bác sĩ? Dạ vâng, rất có thể là nó có ảnh hưởng đến sức khỏe, tại vì mình không thấy đó thôi, nhưng mà nó có, vẫn có thể xảy ra thưa quý vị. Thành ra có cái câu hỏi khác là nữa là chúng ta nên mang cái cell phone ra đâu, không biết là chúng ta để trên ngực, để trên túi hay chỗ nào. Nhiều khi nó không ảnh hưởng tới toàn bộ cơ thể chúng ta, nhưng có thể ảnh hưởng gần cái chỗ đó, chẳng hạn như mình mang ở dưới, nhiều khi nó ảnh hưởng tới một tay, làm cho mình bị hiếm muộn vô sinh được chẳng hạn. Thành ra những cái chuyện đó trên lý thuyết nó có thể xảy ra, nhưng cái đó mình nghĩ là cũng có thể lo xa quá. Nhưng mà nếu mình biết được như vậy thì cho nên cẩn thận vẫn là hơn. Trở lại thì chẳng hạn khi mình lái xe, mình không có nên cầm phone, có thể là mình chỉ cần dùng những cái Bluetooth chẳng hạn, nó có thể giảm bớt những cái nguy hiểm rất là nhiều, vừa giảm bớt tai nạn mà vừa giảm bớt cái nguy cơ mà chúng ta có thể bị ung thư này nọ. Thưa bác sĩ, nhưng mà Vân Anh cũng thấy có những cái mà nó rất là nghịch lý mà nó xảy ra trước rõ ràng trong cuộc sống của chúng ta. Có những người họ có một cuộc sống rất là khỏe mạnh, rất là lành mạnh, không hút thuốc, tập thể dục rất là đều, ăn uống rất đều độ. Họ cũng bị những cái căn bệnh hiểm nghèo vào những cái tuổi rất là trẻ. Và chúng ta cũng thấy có những người họ hút thuốc, họ uống rượu, nhưng mà họ cũng sống tới 80-90 tuổi.
Điều đó là như thế nào thưa bác sĩ? Dạ đúng, cái đó là tùy, cái đó mình nói là trời cho, tức là trời cho chúng ta có được cái gọi là những cái gen di truyền nó mạnh, chẳng hạn nó có thể chống cự lại đối với những cái yếu tố mà có thể gây ra bệnh tật chẳng hạn. Cái đó trời cho rằng người này mạnh hơn người kia, chuyện là chuyện đương nhiên. Hay là mình nói cái cây này nó mạnh hơn cây kia chẳng hạn. Nhưng mà cái đó mình nói là thường thường nó giống như là những cái chuyện nó nằm ở hai cái cực điểm của một cái vấn đề. Đa số mình nói là gần như 60-70% nó sẽ nằm trong cái gọi là trong cái thành phần chung. Thành phần chung chúng ta là trở lại như cái cây nó có mạnh hay không thì phải có phân bón, có nước này nọ, chứ không có cái chuyện là cây mình trồng chỗ này trồng đại chỗ kia nó vẫn sống. Cái đó nó không có một cái tỷ lệ thuận, thưa cô Vân Anh. Thành ra đúng, mình không biết rằng là mình thuộc cái nhóm nào, vì có những người mình rất là ăn uống rất là điều độ, rất là khỏe, nhưng mà đùng một cái mình vẫn bị bệnh tim mạch, vẫn bị ung thư, chuyện đó có thể xảy ra. Yeah. Ngược lại có những người sống rất là liều mạng ha, nhưng mà mạng của họ vẫn kéo dài. Yeah, vậy vâng. Thì cái đó mình nói cái đó có thể xảy ra. Yeah. Hay là, nhưng mà trở lại những cái ví dụ tương tự như bây giờ có những người họ đi lính chẳng hạn mà họ lại không chết ha, nhưng mà họ về nhà đùng cái thì có thể là họ bị bán chết ngay ngoài phố chẳng hạn, những chuyện đó có thể xảy ra, cái đó là số mạng. Nhưng mà tất cả cái đó thường thường nó là những cái trường hợp mình gọi là ngoài lệ, nghĩa là và ít lắm phải không bác sĩ? Dạ, ít khi xảy ra để cho gọi là mình gọi là để lên những cái tin tức gọi là tin tức giật gân để mình nghe trên đài, nhưng mà đa số nó thường thường nó có những cái tỷ lệ thuận, tức là nếu chúng ta những cái nghiên cứu nó chứng minh rằng nếu mà chúng ta sống liều mạng, chúng ta hút thuốc, chúng ta rượu uống rượu nhiều quá này nọ, hay là chúng ta không có tập thể dục thể thao, chúng ta béo phì này, là những cái đó cuối cùng thì là nó sẽ làm chúng ta đưa đến bệnh tật, là cái chuyện không thể tránh khỏi được. Vì đa số những cái bệnh tật đó có thể chúng ta có thể ngăn ngừa được thì tại sao chúng ta không ngăn ngừa? Đúng rồi. Thưa quý vị. Và thường thường cái đó mình không thể đợi tới cái giờ phút chót mình mới thay đổi. Nhưng mà thực sự ra nó có những nghiên cứu nó nói rằng là it never too late, tức là không bao giờ trễ lắm. Thí dụ bây giờ những nghiên cứu cho thấy là giả sử bây giờ mình 60 tuổi rồi nhưng mà sức khỏe mình không tốt, nhưng mà nếu mình bắt đầu mình thay đổi những cái tập quán tốt chẳng hạn, như là tập thể dục thể thao, ăn uống điều độ này nọ, thì nó sẽ có những ảnh hưởng tức thì, tức là sẽ giảm cái nguy cơ chúng ta bị bệnh tim mạch hoặc là chúng ta bị ung thư chẳng hạn. Dạ vâng. Ít như là chúng ta có thể bắt đầu ngay từ hôm nay, thưa quý vị. Dạ vâng. Và tức là chúng ta có hai yếu tố chính rồi, là về ăn uống, về tập thể dục, và giống như bác sĩ Minh nói là một cái yếu tố khá quan trọng nữa là giữ làm sao để chúng ta không phải lo nghĩ nhiều, phải không bác sĩ? Dạ vâng. Không có bị và, cho tinh dạ, thần được. Và dĩ nhiên là cũng có thể chơi game được, nhưng mà chơi ít ít thôi. Đừng có chơi đến độ mà vừa cầm phone đi ra ngoài đường và vừa đi chơi game, thì tôi thấy cái đó nguy hiểm của bác sĩ hả? Phải cẩn thận. Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ Hồ Ngọc Minh rất là nhiều. Lúc nào cũng rất là bận rộn nhưng mà dành thời gian để mà có những chương trình gửi đến quý vị khán thính giả của VNTV. Quý vị, ngoài ra quý vị có thể vào thăm cái trang nhà của bác sĩ Hồ Ngọc Minh. Bác sĩ Hồ Ngọc Minh có rất là nhiều những cái bài viết. Thường thường là mỗi tuần có một bài viết phải không bác sĩ? Dạ vâng. Mỗi tuần tôi đều có một bài viết. Thường thường thì nó ngày tối thứ ba sẽ có bài viết mới. Thường thường bác sĩ viết một cái bài viết gì là tự nhiên nó có hứng lên, hay là tới cái giờ đó là bác sĩ schedule, tới cái giờ đó là bác sĩ viết? Thường thường thì tôi có cái schedule tới giờ đó, nhưng mà thường thường trong tuần thì tôi đã có những cái ý tưởng nó nằm lẩn vẩn trong đầu rồi. Tương tự như vậy, thực sự tương tự, tôi có viết nhạc. Yeah. Thì thường thường cái ý tưởng nó đến trong đầu của mình, nhưng mà khi nào rảnh thì mình ngồi xuống mình mới viết thành một bài nhạc chẳng hạn. Nhưng mà viết một cái bài viết y khoa cũng vậy, tại vì tuy là cái kiến thức y khoa thì nó có đó, nhưng mà dĩ nhiên là nó có những cái vấn đề cần phải cập nhật. Rồi một phần nữa, quý vị cứ lên đọc thử những bài viết của tôi, quý vị sẽ thấy thường thường thì tôi cũng có cái lối viết của chúng tôi rất là dí dỏm. Đối với tôi, một những cái bài viết nó như là một bài luận văn hơn là yeah. một bài viết về và nó rất là gần gũi với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hai bác sĩ ha. Dạ vâng. Cảm ơn. Dạ. Bác sĩ nghĩ rằng viết những cái bài viết đó cũng giúp cho sức khỏe của chúng ta phải không bác sĩ? Dạ vâng, chính mình viết như vậy thì cá nhân của tôi nó động não, nó làm cho cái trí óc của chúng ta minh mẫn hơn. Thực sự khi viết như vậy thì trên lý thuyết thì tôi, chính tôi, cá nhân của tôi, hai chuyện. Thứ nhất là
tức là tôi nói gì thì tôi phải thực hiện như vậy. Dạ. Tức là tôi cũng phải giảm cân, tôi phải ăn bớt xuống và tôi cũng phải tập thể dục thể thao. Quý vị có thể để ý là cách đây 6 tháng tôi mập béo hơn nhiều bây giờ. Nhà vâng, bây giờ thì tôi hơi ổn hơn và tôi rất là khỏe. Thì, chẳng hạn, ý tôi nói là tôi giảng đạo thì tôi phải thực hành những điều mà tôi giảng cho nói về lại bá tánh, đúng không quý vị? Ngược lại, một phần nữa là trong cái chuyện đó khi tôi viết thì vấn đề mình động não thì nó cũng làm giảm bớt cái nguy cơ là về sau, về dạ. già tôi có thể bị mất trí nhớ. Dạ vâng. Vâng thưa quý vị, bác sĩ Hồ Ngọc Minh có cái website là bacsihongocminh.com rất là dễ nhớ. Và bên cạnh đó thì chương trình Sức khỏe và đời sống trên làn sóng của VNTV. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và bác sĩ Hồ Ngọc Minh sẽ trở lại trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, xin cảm ơn quý vị.